Xin chào quý vị và các bạn đã đến với những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, một tên lửa S-300 đã rơi trúng lãnh thổ Ba Lan và khiến hai người thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên vũ khí được cho là từ thời Liên Xô cũ rơi xuống một quốc gia, NATO kể từ khi diễn ra xung đột Ukraine. Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ việc xảy ra tại làng Prequedals gần biên giới Ba Lan-Ukraine này. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy tên lửa trên có thể do Ukraine phóng đi để đánh chặn tên lửa Nga. Trước nhận định trên của Mỹ, Ukraine đã lập tức lên tiếng phản bác thông tin này. Cụ thể trên báo điện tử tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đã đăng tải bài viết với tiêu đề Ukraine khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không phải do tên lửa nước này gây ra vào ngày 17 tháng 11. Trong đó, nội dung báo này đưa tin trong phát biểu ngày 16 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh chắc chắn đó không phải là tên lửa của Ukraine. Ông Zelensky phát biểu, tôi không nghi ngờ gì về việc đây không phải là tên lửa của chúng tôi. Dựa trên các báo cáo quân sự của chúng tôi, tôi tin rằng đây là một tên lửa của Nga bên cạnh đó ông zelensky cho biết kiev chưa phát hiện bằng chứng cho thấy tên lửa đó là của ukraine và bày tỏ hy vọng ukraine sẽ được phép tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân tuy nhiên phát biểu của ông zelensky lại trái ngược với bình luận của ba lan và nato khi giới chức tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato nhận định tên lửa rơi vào lãnh thổ ba lan có thể là một tên lửa của hệ thống phòng không ukraine Đài CNN ngày 16 tháng 11 dẫn lời một quan chức Washington cho biết quân đội Ukraine đã thừa nhận với Mỹ và các đồng minh rằng họ đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong khung thời gian và gần địa điểm xảy ra vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Theo quan chức trên, không rõ tên lửa phòng không này có phải là tên lửa đã rơi xuống Ba Lan hay không nhưng thông tin này đã cung cấp thêm những thông tin mới cho cuộc điều tra. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, theo quỹ đạo không có khả năng nó được bắn từ Nga, nhưng chúng ta sẽ sớm biết được kết quả. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Antrian Watson cho biết, Mỹ ủng hộ đánh giá của Ba Lan rằng tên lửa đó dường như là của quân đội Ukraine. Bà Watson nói thêm rằng Mỹ vẫn tin Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa bay lạc sang Ba Lan. Bà Watson nói, chúng tôi không thấy điều gì mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Ba Lan, Andrei Dura rằng vụ nổ này có thể là do một tên lửa phòng không Ukraine không may rơi xuống Ba Lan, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ sẽ không tiến hành điều tra độc lập về vụ việc và sẽ dựa vào kết quả điều tra của Ba Lan. Theo bà Washington, Mỹ có liên hệ chặt chẽ với cả Ba Lan và Ukraine và hoàn toàn tin tưởng vào các nỗ lực điều tra của Washington. Washington cũng cam kết sẽ cung cấp tình hình mới về vụ việc khi có thông tin. Mặc dù đồng ý với kết quả của tổng thống Duda rằng tên lửa có thể được các lực lượng của Ukraine sử dụng, nhưng Nhà trắng vẫn cho rằng Nga là bên phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ việc bất kể kết quả điều tra ra sao bà washington tuyên bố rõ ràng là bên chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự cố này là nga nước đã phóng một loạt tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của ukraine và lưu ý rằng ukraine có mọi quyền để tự vệ nhiều nước đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ máy bay rơi vào lãnh thổ ba lan khiến hai người thiệt mạng này Tuy nhiên, thông tin được các quan chức phương Tây đưa ra về việc tên lửa rơi xuống ngôi làng Pregodal của Ukraine đã giúp giải tỏa căng thẳng cho người dân sinh sống ở khu vực này, bởi họ lo sợ vụ rơi tên lửa có thể khiến Ba Lan bị kéo vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông Gregor Trenic, thị trưởng vùng don hobijo nơi ngôi làng pragodo tọa lạc chia sẻ rằng mọi người đều biết rằng chúng tôi đang sống ngay sát biên giới và một cuộc xung đột quân sự với nga sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi nếu đây chỉ là tai nạn từ phía ukraine sẽ không có hậu quả lớn nhưng tôi không phải là chuyên gia ở đây Hôm 15 tháng 11, Nga đã cho phóng hàng loạt tên lửa tầm xa xuống Ukraine sau vài ngày thực hiện rút quân khỏi thành phố Kherson, nơi quân đội Nga chiếm đóng kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, mới đây nhận định trong tương lai gần, quân đội Ukraine không có khả năng giành chiến thắng, do Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu rất lớn bên trong lãnh thổ Ukraine, bất chấp hành động rút lui ở nhiều nơi. Trong một diễn biến liên quan ngày 16 tháng 11, Đức đã gợi ý điều máy bay chiến đấu hỗ trợ hoạt động tuần tra trên bầu trời Ba Lan sau vụ việc nói trên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, ông Christian Thier cho biết, nếu Warsaw đề nghị Berlin có thể cử máy bay chiến đấu Eurofighter thực hiện nhiệm vụ này. Liên quan đến vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan vừa qua, mới đây, phía Nga cũng đưa ra bằng chứng vô can trong vụ việc này. Đồng thời, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng khẳng định không có bằng chứng cho thấy quân đội Nga tiến hành vụ tấn công tên lửa sang lãnh thổ Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 11 ra thông cáo nói rằng các chuyên gia của họ đã phân tích ảnh chụp những mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường vụ nổ ở làng Prekodau của Ba Lan gần biên giới Ukraine. Thông cáo nêu rõ dựa vào hình ảnh ghi lại các mảnh vỡ ở Przegorod, Ba Lan và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga xác định được đó là các bộ phận của tên lửa phòng không dẫn đường S-300 của Không quân Ukraine. cả Nga và Ukraine đều sử dụng tổ hợp phòng không S-300 thiết kế từ thời Liên Xô, song đến nay Moscow đã nâng cấp lên thành tổ hợp S-400 và S-500. Thông cáo cho biết thêm, tất cả các cuộc tập kích chính xác cao của tàu chiến và máy bay Nga hôm ngày 15 tháng 11 đều nhằm vào sở chỉ huy quân sự hoặc hạ tầng năng lượng của Ukraine cách biên giới Ba Lan ít nhất 35 km. Trong khi đó, làng Pragodau cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 6 km. Sau vụ tên lửa rơi Ba Lan, một thành viên của NATO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, đồng thời đặt quân đội trong tình trạng báo động cao. Nhiều ý kiến cho rằng Ba Lan có thể sẽ cân nhắc kích hoạt điều 4 của hiến trương NATO Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột ở Ukraine lan rộng sang các nước láng giềng và NATO có thể bị cuốn vào xung đột. Tuy nhiên, mới đây, Ba Lan đã ra quyết định hủy kế hoạch viện dẫn điều 4 của Hiệp ước NATO sau khi có thông tin mới về vụ tên lửa nơi gần biên giới nước này với Ukraine hôm 15 tháng 11. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, chúng tôi thực sự cần phải tổ chức các cuộc tham vấn. Điều 4 của Hiệp ước NATO ràng buộc các thành viên phải tổ chức tham vấn trong trường hợp bị đe dọa. Tổng thống và tôi với tư cách là thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia đêm qua đã quyết định sẽ cân nhắc các lý do để viện dẫn điều 4. Nhưng nếu chúng tôi có lý do, đại sứ của chúng tôi đã có cơ hội làm điều đó. Tuy nhiên, Thủ tướng Morawiecki cho biết thêm diễn biến sự việc và các dữ liệu cập nhật mới nhất khiến chúng tôi tin rằng không có một cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào Ba Lan. Theo thông tin, tính đến thời điểm này, đó không phải là một cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Ba Lan. Vì thế, chúng tôi không viện dẫn điều 4 mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng làm như vậy. Theo Tổng thư ký stone đến thời điểm hiện tại, các nước NATO xác định không có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa rơi tại ngôi làng ở miền đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 6 km, là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý. NATO và các nước thành viên sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ vụ việc. Để ngăn khả năng xảy ra những vụ việc tương tự, máy bay chiến đấu của Ba Lan và các nước thành viên NATO sẽ tăng cường tuần tra giám sát không phận. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO và Tổng thống Ba Lan liên quan vụ việc rơi tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan làm giảm bớt sự quan ngại trên phạm vi toàn cầu về khả năng cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt ra ngoài biên giới nước này. Thưa quý vị, vụ tên lửa rơi xuống ba lan vẫn chưa có kết quả điều tra cuối cùng nhưng có thể nói sự việc này đã phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao khi các nước phương tây cho rằng nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở ba lan dù tên lửa đó từ bất kể đâu bán ra Kết quả điều tra có lẽ sẽ sớm được hoàn tất. Chúng ta hãy tiếp tục chờ xem động thái của các quốc gia quanh vụ việc này sẽ thế nào. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tên lửa rơi ở Ba Lan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.